Ông ơi, hôm nay buổi trưa lại đến đồ nghe nhạc bài đủ thứ cà lê kẹo bụa. Rồi mọi người xem sao mà nào liền em á, số điện thoại 0349 653 147, số điện thoại có Zalo á, gọi điện gặp Duyên á. Đầu tiên một kim dài 18, kim cả kim một quả, kim này thấy mẹ đấy á, đáng miệng thì đẹp, 2 cái 80.000. CK1 80.000. Tiếp theo một cái tay cồng như này, 35 á, long này, số 35, 50. CK2 50.000. Ba cái búa. Cái này càng con tốt á. Cái này số 1 này. Cái này 1/2 này. Cái này số 2 này. Ba cái á, hàng đẹp. Hai cái này càng xấu nữa, cái này càng đẹp. Ba cái 200. CK3 200.000. Tiếp theo cái búa như này, càng hư rồi. Về lấy cái đầu thôi, đầu còn đẹp. Hơi rỉ nhẹ. Tổng nặng là kia 3. Tổng nặng kia 3 90. CK4 90.000. Lên bộ bánh xe nhé, tổng cao 10, đường kính bánh là 6, bằng trong là 3, thẳng lên giảm xuống này. Bộ này 250. CK5 250. Rồi. Ba cái lưỡi cắt 23, 23, 1 lưỡi 25. Cục 25 á. Ba lưỡi 60.000. CK6 60.000. Một cái cơ lê như này 24 30. 30 30.000. CK7 30.000. Còn mỡ xe cày á, cái này gãy. Bảy mươi. Này dài tầm hai mấy đó, hai mấy có cái dài 30 này, về làm thử hô á, chùm nó có 70.000 thôi. Sau này mà vài tháng nữa mà hàng mà cầm có mà hàng ít lại em lên giá. Đợt này các bạn theo giá thôi. Một cái đục sắt này 25 này, 70.000. CK9 70.000. 4GB cà lê lớn á, lớn nhỏ đủ loại á, về xa gia đình á, sửa xe máy xe đạp đúng không, 100.000. CK10 100.000. Bá cái búa sầu 30.000. Về động chân thịt cao đúng không, tốt á, ba cây 30.000. Mất rồi mua lại á, CK11. Cái vít thơi, cái này 300.000. Này của vít đơn á. Đầu này 3/8, đã tẹt hoạt động ok rồi. Đảo chiều 300.000.
bộ lông chân 3/8 CK12 300.000. Hai cây đuôi chuột này 32 2632 có rơi nhẹ, hoạt động bình thường, về mảnh hàng là sai luôn. Hai cây 120 32 thì vẫn mảnh thờ vẫn sai, CK13 120 thử máy mấy cái mani 50.000 sáu cái, ba cái nhỏ, ba cái lớn, ba cái vừa vừa nhỏ nhỏ. CK14 50.000. Một cái tay quay như này. Lỗ này 21. Mấy cái nhỏ nhỏ này. 18 7 như đây. 40.000. 40. CK15 40.000. Một cái khoang tay 50.000. Đó, tiêu đây này. Kẹp trên này. CK16 50.000. Việc treo cho đẹp hoặc là lâu ra rẫy làm. 4 sen. Này không có bạc đàn á. Hàng chiếc bùa. Hai xoay, hai không xoay. Hai này không xoay được này. Cao là 8 sen. Đường kính 65 bằng rộng 25. Bộ này 60.000. 60. Này hàng bài á, CK17. 60.000. Một cây này như này 30.000. Hàng đọc du á, đầu còn đẹp. Dài 19. CK18. 30.000. Một cái rêu trẻ này, trẻ cụi. Giá 23 bạn là 6. Chạy cùi. Này đi đồn cược, cứ cùi chi điểm sân sai tốt á. 150. CK19 150. Nặng ký rưỡi á. Ký 7 á, nặng ký 7 á. Sợi xích 1,5 á. Giá này 220. 1,5. Xích 10 lý CK20 220. Bộ kẹo 50.000. Kẹo nhỏ nhỏ. Về con nít cắt hoặc là mẹ ăn cắt gì cắt á. CK21 50.000. Lấy một kia tay lắc 350. Này 500 kỷ á. Hoặc đồng đã tiêu đầy đủ. CK22 350. Kẹp tốn á. 60.000. Dài tầm 35 á. Miệng đẹp á. CK23 60.000. Có cái cạo này 120. Dài 30 ngang này 8. Hoạt động bình thường. CK24 120. Còn cái u ngọng này. Này u ngọng 16. Sai bình thường. 8,5. Thời điện lạnh á, từ ô tô, xe máy, sửa xe, máy dầu, 2 cân á. Ba cái kẹo à, một cây hơi bè đấy, còn hai cây liên lạc, ba cây 80.000.
CK 26 80.000. Em lấy cái cuốc chim này. Dài 6 bá. Bá kia có mộc đấy. Mộc đỉnh núi nhá. Trăm hai. CK 27 120. Lên cái này. Tăng lên giảm số về bản đồ tí trước á. 2,5. CK 28 2,5. Dài tầm 40 á. 7 á. Lên cái lẻ 30-32 Asahi 29-32 Osaka 24-30 Osaka 30-32 NTK 26-32 Asahi 100.000. Rồi về dàn mình nè. Thở sửa vắng á. CK 29 100.000. Hẹn anh tiếp theo.